Chào các bạn. Hôm nay thì shop Nhật Việt sẽ giới thiệu cho các bạn đến dịch vụ mua hàng eBay Nhật về Việt Nam một cách an toàn nhất. Hiện nay thì eBay Nhật Bản đã được nhiều người chọn là địa chỉ ruột để có thể mua sắm trực tiếp bởi giá cả nhìn chung thì khá là rẻ và hàng hóa thì lại đa dạng, tiết kiệm được khá là nhiều thời gian. Mọi người tiêu dùng có thể tự mua hàng trên eBay nên sẽ gặp được rất nhiều rắc rối trong quá trình thanh toán hay là vận chuyển. Đây là một dịch vụ mua hàng từ nước ngoài. Và chính vì thế thì lựa chọn dịch vụ mua hàng eBay Nhật về Việt Nam là cách mua hàng trên eBay nhanh chóng và an toàn với chi phí thấp nhất. Và hiện tại thì shop Nhật Việt đang là một trong những địa chỉ uy tín nhất nhì trên thị trường trong việc order hàng Nhật và vận chuyển hàng Nhật về Việt Nam. Được nhiều người lựa chọn bởi thủ tục thì khá là đơn giản, nhanh chóng, an toàn và với chi phí thì rất là hợp lý. Shop Việt Nhật thì với đội ngũ nhân viên tri thức này, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực order hàng Nhật, thì Shop Việt Nhật luôn luôn tư vấn tận tình này, nhằm đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu của quý khách trong một cách nào đó. Với đội ngũ nhân viên tri thức và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực order hàng Nhật, thì Shop Việt Nhật luôn luôn tư vấn tận tình nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và vừa lòng nhất. Và để mua hàng theo cách này thì quý khách chỉ cần ngồi tại nhà chuột và hàng hóa trên eBay sẽ nhanh chóng về đến ngay trước cửa nhà của quý khách, mang đến cơ hội được sử dụng những sản phẩm với chất lượng, vừa tiêu chuẩn Nhật mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Và shop Nhật Việt thì có thể mang đến nhiều lợi ích khi khách hàng chọn mua hộ hàng eBay Nhật Bản vận chuyển về Việt Nam. Về cách mua hàng trên eBay Nhật Bản về Việt Nam của Shop Nhật Việt thì khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần thông báo tên sản phẩm muốn mua, sau đó gửi link sản phẩm vào website mà các bạn muốn mua. Shop sẽ kiểm tra những thông tin này như là check cái chất lượng sản phẩm, giá cả hay là độ tin cậy của người bán, rồi shop sẽ thông báo lại cho cái khách trong thời gian chậm nhất là 12 giờ. Và chúng tôi sẽ gửi bản thông tin chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ thanh toán 80% giá trị sản phẩm để xác nhận đơn hàng. Và sau khi hàng về đến Việt Nam thì quý khách sẽ thanh toán số tiền còn lại và nhận hàng. Về tổng chi phí thì sẽ là bằng giá sản phẩm nhân với 250 và cộng với chi phí vận chuyển quốc tế. Giá sản phẩm chính là giá các bạn nhìn thấy ở trên web, cộng với cả phí ship nội địa Nhật và thuế tiêu dùng. 250 chính là tỷ giá yên, công và hải quan hiện nay, và giá này có thể thay đổi theo giá thị trường. Chi phí vận chuyển quốc tế thì tùy về từng loại sản phẩm, hàng thường là 280.000 1 kg, và hàng đặc biệt thì yêu cầu các bạn sẽ alo đến cho shop theo số hotline 0983 131528 để có thể tư vấn trực tiếp nhé. Đối với những shop mua hàng bằng đô thì 1 đô sẽ là 110 yên Nhật và có thể thay đổi theo giá thị trường nữa. Và những mặt hàng mà có giá trị như đồng hồ, phụ kiện trang sức cao cấp hay là cặp sách cao cấp, quần áo cao cấp thì những mặt hàng này sẽ có giá trị lớn, phụ thêm khoảng độ 10% giá trị sản phẩm ban đầu nữa. Và khi khách hàng nhập giá trị cao hoặc số lượng lớn, vui lòng liên hệ trực tiếp với Shop Việt Nhật qua hotline 0983 131528 để có thể có được giá tốt nhất. Và khi mua hàng thì nếu khách có nhu cầu tham gia đấu giá món hàng mà mình đã chọn trên eBay Nhật Bản thì khách chỉ cần cung cấp chúng tôi thông tin liên kết tới trang sản phẩm đang bán trên eBay, và ngay sau đó chúng tôi sẽ nhận đặt cọc trước một khoản tiền từ bạn. Món hàng đó sẽ được công ty chúng tôi theo dõi đấu giá cho đến khi kết thúc phiên đấu giá, giúp cho người khách có cơ hội sở hữu những món hàng mà mình yêu thích với giá bán thấp nhất. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24/7, giúp các bạn tìm được những sản phẩm ưng ý, gửi yêu cầu cho shop Nhật Việt theo 4 cách để shop có thể báo giá và order giúp bạn. Một đó là gửi link vào mail shopnhatviet.com@gmail.com. Hai là chat Facebook với shop theo đường link facebook.com/order-hang-nhat-ban. Ba là gọi điện đặt hàng online cho shop tại shopnhatviet.com/đặt-hàng. 4 là các bạn sẽ gọi điện cho shop qua số hotline 0983 131 528
hoặc là có thể chat Viber, Zalo và shop. Và kể từ năm 2010 đến nay thì shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu như bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số 0983 131 528 để được tư vấn trực tiếp.